Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã nhất trí thông qua dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022. Đối với đề án phát triển tổng thể kinh tế xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho rằng, đề án chưa nêu bật được bức tranh tổng thể phát triển kinh tế vùng bãi, như chưa đề cập việc quy hoạch hệ thống giao thông, kết nối di sản và các dự án về phát triển du lịch văn hóa, lịch sử trải nghiệm, dự án phát triển các đô thị sinh thái chưa xứng tầm, chưa rõ nét. Đơn cử như chủ trương về quy hoạch 800 ha đất để khôi phục phố cổ tại thành phố Hưng Yên chưa được đề cập trong đề án. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên và các huyện có diện tích vùng bãi cần bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện đề án đối với quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung thêm quy định về nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình. Về kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm đến các hệ thống phân phối, đặc biệt là các hãng bán lẻ lớn và đến tận tay người tiêu dùng. Trong quá trình quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp phải giới thiệu được tiềm năng lợi thế và các sản phẩm chủ lực của tỉnh, trên hết là phải xây dựng được mô hình sản xuất và tiêu dùng phải gắn kết theo chuỗi và thành lập được nhiều các mô hình hợp tác xã tập trung sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.